chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 9 tháng 5. Thưa quý vị và bà con, theo Chi cục Chăn nuôi Thú y Kiên Giang, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 76 ổ dịch đốm trắng hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi, gây thiệt hại tổng diện tích là 150 ha. Trong đó, dịch bệnh xảy ra tập trung ở các huyện vùng U Minh Thượng, nhất là hai huyện An Biên và An Minh, một số ao nuôi công nghiệp, bán công nghiệp tại vùng Tứ Giác Long Xuyên. Theo nhận định, thì các dịch bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi đang có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng lây lan do người dân cố tình xả nguồn nước có chứa mầm bệnh chưa qua xử lý ra môi trường. Để phòng chống bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp trên tôm, bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp như sau. Chọn tôm bố mẹ sạch bệnh để ngăn cản quá trình lây nhiễm bệnh từ tôm bố mẹ sang tôm con. Đảm bảo tôm và môi trường, nguồn nước, dụng cụ, thiết bị trong trại giống phải sạch khuẩn. Không thả nuôi tôm mật độ quá cao, có thể ghép nuôi cùng với cá rô phi để giúp nguồn nước nuôi được xanh hơn. Sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, thức ăn không nhiễm nấm, cho ăn bổ sung vitamin C, A, E và glucan, quản lý môi trường ao nuôi tốt. Hạn chế dùng các hóa chất, kháng sinh, loại bỏ các chất gây độc cho gan, tụy tôm như là các ion kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật có trong nước. Khi xảy ra bệnh thì đối với tôm nhỏ, trước khi xả bỏ phải dùng thuốc diệt khuẩn để khử trùng, hạn chế lây nhiễm. Còn về tình hình thời tiết tại Nam Bộ và Tây Nguyên, sang ngày mai đới gió Tây Nam gây mưa suy yếu nên mưa giảm, chỉ còn xuất hiện chủ yếu ở phần giáp ranh biên giới Campuchia. Ban ngày thì trời có nắng, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh, thời tiết vẫn dịu mát với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng 29-32 độ ở Tây Nguyên và 32-34 độ ở Nam Bộ. Trở ra Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng sớm mai trời vẫn nhiều mây, có mưa rải rác, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Ngày mai trời nhiều mây xen kẽ những khoảng nắng, nhiệt độ trong ngày không cao, trưa chiều dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Thưa bà con, hiện nay các trà lúa xuân ở đồng bằng sông Hồng đang chuẩn bị làm đồng. Thời kỳ này đến cuối vụ là giai đoạn mẫn cảm của lúa đối với nhiều loại sâu bệnh hại như là sâu cuốn lá nhỏ, đục thân hai chấm, giấy nâu, khô vằn, đạo ôn cổ bông. Do vậy, bà con cần thăm đồng thường xuyên để nhận biết sớm các loài sâu bệnh hại và có hướng phòng trừ hiệu quả. Tiếp tục với tình hình thời tiết, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngày mai trời vẫn có nắng nhưng nền nhiệt không cao, cao nhất chỉ dao động trong khoảng 30-33 độ. Vào lúc chiều tối, trời sẽ xuất hiện những đám mây đối lưu, gây mưa rào rải rác, lượng mưa không nhiều, nhưng trong cơn dông khả năng cao tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực Nam Trung Bộ thời tiết ổn định, duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 32-34 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, độ ẩm trung bình từ 80-85%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông Nam cường độ mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, độ ẩm trung bình từ 81-86%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, độ ẩm trung bình từ 79-84%. Các tỉnh ở ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, độ ẩm trung bình từ 77-82%. Ở Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác tại phần giáp ranh biên giới, gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, độ ẩm trung bình từ 80-85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác tại phần giáp ranh biên giới. Gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, độ ẩm trung bình từ 80-85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những bản tin tiếp theo.